Em tên Nguyễn Ngọc Anh Thơ, học sinh lớp 5A. Xin được đại diện cho toàn thể học sinh trường, xin hứa thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Điều 1, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Điều 2, học tập tốt, lao động tốt. Điều 3, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Điều 4, giữ gìn vệ sinh thật tốt.